xử lý tập thể, cá nhân liên quan vụ mái ấm Hoa Hồng trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận 12 khẩn trương rà soát, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em. Ngày 20 tháng 9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy về việc xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại mái ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban Nhân dân quận 12 khẩn trương rà soát, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em trên địa bàn, nếu có. Kết quả việc này cần báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố, thông qua Sở Nội vụ, trong tháng 9 này. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kịp thời xử lý nghiêm minh khi phát hiện có sai phạm. Hồi đầu tháng 9, báo chí đã thông tin về tình trạng ngược đãi, bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng. Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận và các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc giải quyết để đảm bảo quyền lợi, sự an toàn của các em nhỏ ở cơ sở chăm sóc ngoài công lập này. Đến nay, 85 trẻ ở mái ấm Hoa Hồng đã có cuộc sống mới và ổn định tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Làng Thiếu Nhi Thủ Đức, Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Gò Vấp.